Kính chào quý vị khán thính giả. Ở video này tôi xin chia sẻ cùng quý vị rút CKB từ trang iokaiswap.com qua sàn Binance. Quý vị ai chưa có tài khoản sàn Binance, quý vị có thể đăng ký theo đường link và mã giới thiệu tôi để bên dưới video này. Quý vị đăng ký theo cái mã giới thiệu thì quý vị sẽ được giảm phí khi giao dịch trên sàn. Ở đây tôi sẽ vào sàn Binance, chọn ví, chọn lạp. Ô tìm kiếm tôi sẽ nhập là CKB, chọn CKB, chọn mạng lưới Level Network. Tôi sẽ sao chép cái địa chỉ ví, rồi đã sao chép. Tôi sẽ sử dụng cái ví Sapan kết nối với lại cái sàn YokaiSwap. Chọn vào đi app, chọn YokaiSwap. Ở đây tôi đã kết nối ví với sàn YokaiSwap rồi. Quý vị lưu ý, quý vị muốn rút được CKB từ trang YokaiSwap, quý vị cần có 65 CKB ở cái ví N1. Ở đây tôi đã có 65 rồi. Rồi bây giờ tôi sẽ chọn vào Budget, chọn vào Withdraw. Thì đây là cái CKB mà tôi đã bật đi cách đây 3 ngày. Tức là khoảng 3.600 block. Sau khi chờ đợi 3 ngày thì sẽ có cái biểu tượng withdraw. Tức là họ đã cho quý vị rút CKB. Quý vị ai chưa biết bật đi như thế nào thì quý vị có thể tìm những video trước mà tôi đã chia sẻ. Rồi bây giờ tôi sẽ chọn withdraw. Và tôi sẽ dán cái địa chỉ mà tôi vừa copy bên cái sàn Binance vào đây. Quý vị cần kiểm tra địa chỉ thật chính xác. Rồi, tôi chọn vào withdraw. Có thể quý vị sẽ phải chờ đợi hơi lâu một chút, hoặc quý vị sẽ phải thao tác thành nhiều lần. Bởi vì hiện nay cái mạng lưới level cũng như là cái sàn YokaiSwap thi thoảng rất hay bị lag, nên là cũng mất rất nhiều thời gian, thậm chí là quý vị không thể rút được. Chọn OK, xác nhận. Rồi, quý vị có thể chờ khoảng độ 1 phút. Để tôi chờ xem nào. Xem là nó có yêu cầu trả lại không. OK, ở đây nó thông báo là thành công này. Quý vị có thể vào cái X Browser để kiểm tra lại cái trạng thái. Rồi, bây giờ tôi sẽ quay sang cái sàn Binance và tôi kiểm tra xem nào. CKB đã về đến sàn chưa? Có thể quý vị sẽ chờ khoảng độ 3 đến 5 phút. Chờ cái mạng lưới xác nhận. OK, đó. Chưa về đâu. Quý vị phải chờ ở đây là 24 xác nhận. Ở đây mới đang có 7 trên 24 thôi.
Rồi, và đến đây tôi xin kết thúc video này. Quý vị có thể chờ thêm vài phút. Khi nào nó báo complete thì sẽ thành công. Quý vị có thể vào ví để kiểm tra. Nếu quý vị thấy hay, hãy đăng ký, theo dõi và chia sẻ kênh để cập nhật những video mới nhất. Xin cảm ơn.